Kiểm tra Linh ơi, kiểm tra đủ chưa không? Lại là in thiếu của bố. Hà Nội, Việt Nam. Nắng quá. Yeah. Nắng quá phải đọc. Nào Angola, SCL là Việt Nam. À, Việt Nam cảm ơn. Việt Nam này. Thôi là chuyển đồ xong cho luôn lên xe đi nào, cho đi cần đi về nào. Đấy sân bay. Đây mấy anh da đen này ra để đấy, nhận đồ. Ôi giời ơi, ông kia cầm bánh mì không cầm được, cẩn thận. Đây rồi, cậu nhỏ tôi đi rồi. Tôi đi rồi, đón lôi ở lại rồi. Đây. Ôi giời ơi, xúc động quá. Là lớn nhỉ. Quay đi. Nốt phải làm nào, nói nốt. Chú ạ. Ơi, khỏe không chú đi? Em sẽ phải làm sửa nó. Nắng này. Cuidado. Ông ngồi cái. Đi vào đi không muộn nhỉ. Đó đi, trở lại nhá. Ra mẹ vẫn khôn lắm, phải vẫn khôn, nhưng nó vẫn gì với bố nó đấy. Khôn lắm. Hả? Được kìa. Không biết con lên được không? Chả nhìn thấy gì không ạ? Bánh làm gì đấy? Không nhìn thấy gì luôn, phải vào là tối là mới nhìn thấy. Vào đây cho nó mát. Nhìn em ơi, nhìn này. Sướng rồi, được về bay đun đủ rồi. Được về bay đun đủ rồi. Bay đun đủ thế nào? Mẹ, bay đun đủ xấu á. Ai bảo thế? Vào đây thế là về ở đâu? Ai ông dưỡng này, ra bảo, ra chú bảo. Quân bay của hôm nay đây. Bay á? Ừ, bay Dubai đây. Gì ấy?
không biết là vào chưa, hôm trước là đổi vé mà. Ngon. Ôi giời, chết. Then I go ice cream and run. Hả? Con bay đi đâu? Có. Có vào thành phố Hồ Chí Minh. Đưa vali mình ra mà. Không phải đi ăn thảo không chạy về lấy giấy tờ. Ba ô. Ừ. Ba cái gì đấy? À chết con hai rồi thì vào thôi. Không có hàng gì à? Có hai kiện 23. Thế đi vào gửi. Online tí mình vào sau. À, không à, cứ vào chơi à, vào gì trước thì xong rồi ra lấy hộ chiếu, ra lấy sau em ơi. Vào check cái nào, vào check đi. Bảo là cho cái xe amigo. Đây xe đây. À đây rồi. Nào bảo thằng kia còn cái hàng xách tay thì để đây. Con từ từ giấy tờ bên xe anh thấy rồi. Đâu đó, bọn anh bảo là xách đây cho cái gì? Vừa đưa cho ai rồi anh đưa cho anh lên đây cái gì nữa? Đâu? Có đây rồi. Đây 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 này, quý cầm đây rồi. Vâng, cứ check đi xong ra lấy cái đấy sau. Hả? Nam lúc này lấy túi quần áo anh đúng không? Dạ, túi quần áo ở trên xe anh Khánh mà. Bye bye nhá, ở lại nhá. Chú về đây. Không. Đi xe anh Khánh. Đi lên một vali. Bây giờ vào. Vâng. Check cái nhỉ? Vâng, check đi, check gửi hàng cái đã. Có check gửi tí ra sau. Đúng rồi, lướt vào sau dòng vòng ra. Thì giác đi không lạc đi, lạc. Đây vào, cái gì đây? Đây. Đạo xây. Quay à? Đi qua đây. Em không quay à? Tưởng anh quay. Không, anh quay đâu. Quay luôn. Đúng không? Bọn này mới đầu tư dàn giờ nó lại chơi quả mở cửa này. Nào ra, ra bà gà, ếch xịt ra. Mở rồi chứ, sao lại chưa mở được, đi vào được chứ. Giờ này mà lại chưa là thế nào, 11 giờ rồi mà. Nó phải chậm mở tới 10 giờ chứ. Cái delay. Hả? Chưa mở cái delay rồi. Dạ. Yeah. Ô mẹ. Ôm nhau đi. Đây là gì? Cái này nắng thế nhỉ? Sợ nhỉ? Mấy giờ rồi mà nắng thế? Nắng nhỉ? Thế là lôi không phải à? Bắt đi lôi về đúng không? Bắt đi lôi về, lôi đi lôi cả. Quay. Chú Linh lôi còn nhỏ. Gần nghìn đấy. Gần nghìn đấy. Gần nghìn đấy. Cái này làm gì có giấy tờ mới về? Đâu giấy tờ đâu? Nó phải lai lâu thì mới lên được. Hả? Về với chú Linh. Bánh xe vẫn, thấy người ta vẫn. Ôi giời ơi, lôi về bay bay đun đủ rồi. Bay
Đặng nhờ.